Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Da Vinci Dev Channel. Ở cái series về lập trình Eco Framework. Thì ở những video trước thì mình đã giới thiệu nhiều tính năng của cái Eco Framework rồi. Thì ở cái video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục dạy hướng dẫn các bạn làm thế nào để sử dụng database ở bên trong cái Eco Framework này. Thì database thì có nhiều loại database đúng không? Có MySQL, có PostgreSQL, thậm chí là MongoDB chẳng hạn vậy. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là thao tác với cái cơ sở dữ liệu mà gần như là nó khá là phổ biến, đó là MySQL. Thì cái thư viện mà mình muốn giới thiệu cho các bạn về MySQL đó chính là cái thư viện tên là Bigo Ohm, hay mình hay nói giỡn đó là Bi Ohm. Bigo Ohm, Bigo ORM. Đó. Thì cái thư viện này nó hỗ trợ cho mình làm việc thao tác với cái database bằng cái struct của mình luôn. Nó rất là đơn giản, là nó cho mình cái lúc mà mình sử dụng nó rất là tiện ha. Thì nếu mà ai đã từng theo dõi ở cái series về lập trình gRPC trước của mình đó, thì mình cũng đã giới thiệu cái thư viện này rồi. Thì hôm nay mình giới thiệu lại. Tại vì nhỏ lớn biết có mỗi thư viện này, biết xài mỗi thư viện này à. Giờ kêu tôi giới thiệu thư viện khác nữa, không biết giới thiệu. Đầu tiên Đó thì thư viện này xài rất là dễ thôi. Không có gì hết, mình cứ khai báo cái struct ra, rồi sau đó mình thao tác với nó. Nó hỗ trợ mình cả cái việc là connect database, rồi migrate DB, nghĩa là khi mà mình thêm một cái field nào đó thì nó sẽ tự động, nó đồng bộ, nó tự động nó thêm cái field đó vào trong cái database cho mình luôn, mà mình không cần phải chạy một câu lệnh gọi là update SQL gì cả. Thì nó rất là sướng luôn. Rồi, vậy thì mình bắt đầu ha. Thì trước tiên để mà mình có thể connect được với MySQL thì việc đầu tiên là mình phải cài MySQL đã. Thì trên cái môi trường local của mình thì mình sẽ ưu tiên sử dụng Docker cho nó tiện, cho nó nhanh. Thì đây là câu lệnh chạy Docker của mình để mà có thể cài được MySQL. Thì nghe nhìn thì rất là dài đúng không? Dài thiệt. Nó rất dài. Thì lệnh Docker run này nó sẽ map cái bọt 3306 ra ngoài. Cái tên nó sẽ là MySQL. Cái root password của nó sẽ là 12456. Và cái image mà nó chạy là MySQL mới nhất, latest. Thì tại vì mình không có chỉ định cái version nào hết thì mình sẽ lấy cái version mới nhất thôi. Thì sau khi chạy cái lệnh này thì trên máy của mình nó sẽ có cái image MySQL, cái container MySQL giống như mình ở đây. Đây, MySQL Docker. Ha. Trong trường hợp này là MySQL của mình đã chạy rồi. Ok. Chỉ cần chạy lệnh này thôi nha, không cần thắc mắc gì nhiều. Thì tiếp theo nữa là mình sẽ tạo cái database ở trên cái MySQL của mình để mình có thể thao tác với cái database đó. Thì mình sẽ sử dụng cái MySQL Workbench cho nó đơn giản. Thì mình connect vào localhost 1.3.3.6 thôi. Rồi, echo test mình sẽ tạo một cái DB ha. UTF8. Cái này không quan trọng, các bạn cứ chọn cái gì cũng được. Nè, bây giờ mình chọn UTF8 thôi rồi, được rồi. Ok, vậy thì bây giờ là mình đã có một cái database gọi là Echo Test. Rồi, tiếp theo thì làm sao với cái code của mình có thể connect vào được cái Echo Test ở đây. Đây.
Đầu tiên là mình sẽ init git cái hàm init để cho lúc mà mới chạy lên thì nó sẽ init nó connect vào database mình. Rồi, thì tới bây giờ là mình cũng không nhớ cái code nó sẽ code sao đâu. Nhà mình sẽ đó, đi vào trong cái document của nó. Đó, mình copy paste hướng dẫn sử dụng cho nó nhanh. Thì đầu tiên là mình phải cái register cái driver và cái mình cái database mà mình đang muốn xài là MySQL. Vậy thì mình sẽ register cái MySQL. Copy luôn hai dòng này sửa cho lẹ nha. Rồi. Rồi, đầu tiên là mình register cái MySQL driver để cho nó có thể giao tiếp được với cái thư viện MySQL của mình. Ôi, sorry Mel. Ngứa mũi quá. À. Này chỉ là hắt xì bình thường thôi, không phải Covid đâu. Mấy ông đừng lo ha. What the hell? Đổi tên lại thành lại của test. Đây là cái câu gọi là connection string của mình. Tôi nhắc lại là tôi không phải bị Covid đâu nha mấy ông, tôi bị ngứa mũi nha mấy ông, đừng thấy tôi cảm cảm rồi mấy ông xa lánh tôi tội nghiệp. Rồi thì nếu như mà init database nó bị lỗi á thì mình sẽ thôi mình ban luôn ngay chứ giờ nó có phantom đúng rồi, không connect được database thì mình đâu làm gì được đúng không, thì mình exit cái ứng dụng mình luôn rồi cho nó nhanh. Thì có một việc cần phải làm nữa là mình phải import cái MySQL server này vô nữa, vậy thì nó mới chạy được ha. Đấy, vậy là mình đã register cái database, nghĩa là mình sẽ connect được vào cái database này. Rồi bây giờ bật code lên. Mình chạy thử coi là cái code mình nó chạy tới đây nó có bị error hay không, thì tôi thấy là nó chạy được nè, chắc là nó không bị gì hết ha, nó không có error, chắc là ok. Rồi thì nãy tôi có nói là nó có cái tính năng gọi là có thể gọi là auto migrate cái database của mình, có nghĩa là nó tự động nó sẽ update cái database của mình. Vậy thì tính năng đó nằm ở đâu? Đây, vậy thì tính năng của nó nằm ở đây đây. Đấy. Tính năng nó nằm ở đây. Rồi, thì nó có một cái lệnh gọi là lệnh run sync db với cái name này chính là cái db alias, thì nó mặc định nó sẽ là default. For có nghĩa là nó mỗi lần nó chạy, mỗi lần chạy cái lệnh này thì nó sẽ xóa hết tất cả những cái table hiện có và nó sẽ tạo lại. Còn verbose, cái param thứ ba verbose ở đây có nghĩa là nó sẽ in cái log
MySQL ra cho mình. Cái câu lệnh MySQL á, nó sẽ in ra trong lúc chạy, nó in ra cho mình kiểm tra, nó lại để debug ha. Rất là đơn giản. Rồi. Bây giờ mình chưa có cái model nào cả, nên tạm thời là mình chưa có chạy, mình chưa có run CNDB này. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái, mình sẽ tạo cái model mà mình sẽ sử dụng luôn cái struct user này của mình đi cho nó tiện ha. Thì để mà tạo ra user, mình phải coi cách mà họ define cái model đó và cái naming convention của nó, tạo ra cái label như thế nào. Thì ví dụ từ những cái, từ cái từ cách viết nè, cái auth user thì nó sẽ thành auth user nè, auth gạch user thì thành auth gạch gạch user, db gạch auth user thì nó sẽ là d gạch b gạch gạch auth user. Nó có, đó là cách mà nó naming convention, nó chuyển từ cái tên của cái property thành cái column name ở trong cái, thành cái table name ở trong cái database của mình. Rồi, ngoài ra thì nó sẽ có một cái số thứ giống như là auto, nghĩa là khi mà mình set một cái field nào đó, field số ở dạng auto, thì nó sẽ là ra free key, nó là cái key chính và nó tự động tăng ở trong cái DB của mình. Ngoài ra thì có thể set là b k là primary key, not null is dead, q rồi column name này kia kiểu ha, rất là nhiều thứ. Thì ở đây mình chỉ sử dụng đơn giản thôi, mình sẽ có thêm field id lên 64 đi, thì nó sẽ là orm auto nè. Giờ tôi thêm vào đây cái view này, và sau đó tôi init. Init thì khi mà init thì register model ha, tôi gọi register model với cái model user này. Nghĩa là khi mà bạn muốn sử dụng cái model nào thì bạn phải đăng ký cái model đó với thằng ORM thì nó mới hiểu đó. Đấy. Bây giờ tạm thời mình chưa làm gì hết, mình run thử go and chấm go lại coi nó làm cái gì ha. Đây nè, đầu tiên mình chạy đúng không, thì nó sẽ chạy cái loại cái drop table user nó thì nó chạy nó drop table user nếu mà cái table user này nó tồn tại nha. Rồi sau đó nó sẽ relay lại cái table user cho mình. Cái struct của nó sẽ là big id name và age nè. Đó. Đây là cái câu mà gọi là relay table của nó ha. Đó thì do mình in cái log ra, mình verbose á, mình sử dụng cái biến verbose mình set nó bằng true á thì nó sẽ in cái log của MySQL ra cho mình luôn. Đó, để mình tiện để bắt. Vậy thì trong cái giờ thử trong cái data, trong cái table này này, mình refresh lại thì mình sẽ thấy là hiện tại bây giờ trong này mình đã có một cái table user rồi ở trong cái MySQL workbench của mình, có nghĩa là nó đã tạo cái table user cho mình trong đó rồi, rất là tiện đúng không. Bây giờ giả sử tôi thêm một cái field nữa vào trong cái table này, ví dụ như là phone đi, và nó là string. Ok. Rồi, giả sử như tôi không cần phải crop, nghĩa là giờ tôi không cần phải xóa table nữa, tôi để nguyên vậy đó, tôi chỉ thêm field vào thôi. Để xem nó chạy như thế nào nha. Rồi, chạy lên. Rồi. Đây thì nó chạy đây. Nó thấy là table user đã
acid nó skip, nó không có reay nữa. Nhưng mà tại vì mình có thêm cái fill là phone đó, cho nên là nó sẽ thêm một cái column bằng cái câu lệnh là enter table add column đó. Rất là tiện đúng không? Vậy là nó đã array cho mình trong cái database của mình, nó chạy những cái câu lệnh update db cho mình rất là sướng. Rồi ok, thì tiếp theo làm thế nào để mình có thể add, nghĩa là insert. Và mình sẽ thử sử dụng những cái lệnh mà gọi là insert, update, delete đơn giản của thằng ôm ha, mình xài thử. Thì ví dụ như function này là function add user, handler add user của mình, thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái gọi là ôm, thì nó sẽ chấm là bằng đầu tiên là mình phải lấy user ha, user nó sẽ là bằng chấm bài một cái user mới, user. Ok, sorry. What the hell? Bây giờ mình sẽ JSON cái này ra nhé. JSON này là ID nè. Rồi. JSON này nó là name nè, nó age nè, và cái JSON này nó là font. Giả sử là mình sẽ trả về cái object này dưới dạng JSON với những cái field key như thế này. Ok rồi, thì bây giờ user của mình nó sẽ là user. Sau đó là mình sẽ buy đúng không? Buy cái user này vào. Rồi, nếu như mà error thì mình sẽ lock cái error ra. Buy error. Buy user error. Rồi, mình return cái error này về. Ok. Vậy là mình đã có được một cái user. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái object bằng orm.new orm. Rồi, các bạn sẽ thấy được cái lệnh insert nó rất là đơn giản, nghĩa là o.insert. Mình truyền vào một cái interface, và interface đó chính là user của mình. Rồi nó sẽ insert cho mình và nó sẽ truyền về cái số thứ tự của cái dòng mà nó insert vào, nghĩa là ID nè và arrow. Rồi mình return cái arrow này. Rồi nếu arrow khác nên thì mình gọi lock ra, rồi mình return cái arrow. Lock gì đây? Insert user arrow đúng không? Rồi còn lại thì mình sẽ trả về nên và mình lock ra insert add row. Ok, vậy là mình đã có được cái API gọi là add user. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thêm cái add user này vào trong cái file main của mình là
Rub user này, rub user này thì nếu làm cho đúng á, thì add một cái user mới nó phải là boot đúng không? Ok. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình thử mình chạy lên, chạy lại, lại go run 200 go. Ok, rồi mình sẽ sử dụng cái Postman của mình đi. Rồi, API này sẽ là API add. Mình sẽ gọi API add user. Tám 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 duyệt API duyệt user add. Rồi, ok. Và phương thức của nó là boot với cái thử cái form data nha. Với cái name, name của nó là phần phần gì đẹp, thử cái name data của nó có nhận được hay không. Font là 3 4 5 6 7 gì đó, tào lao gì đó đi. Rồi nó còn gì nữa, cái age đúng không, là phần gì đẹp, nó có 18 tuổi thôi. Rồi send thì mình không thấy cái gì trả về hết, nhưng mà nó báo là có insert rồi, vậy là do cái API của mình lúc nãy là ở đây mình chưa có trả. À, ở đây mình trả về nin mà mình không có trả về một cái thông tin nào về cái user của mình hết. Thì bây giờ mình JSON ra ha, HTTP, ok, và mình trả về cái user của mình và mình return ngay đây. Ok, về đi cho nó văn minh ha. Rồi mình chạy lại. Rồi, chạy đúng với data này luôn. Sẽ send lại. Rồi, mình sẽ nhận được là một cái user mới, ID bằng 2, name là phần gì đẹp và cái số điện thoại này. Vậy thì trong cái database của mình chắc chắn là nó sẽ có 2 row. Rồi mình thử mình select đây, thì ở đây nó đang có được 2 phần tử là phần gì đẹp, vậy là nãy mình gọi insert 2 lần đó. Bây giờ mình thử mình add thêm một lần nữa ha, thử add thêm một lần nữa coi. Rồi, mình thêm anh dép nghèo. Và tuổi anh đã là 30 ha. Và xem. Rồi, ok, nó vẫn thành công. Vậy là cái hàm insert nó đã chạy được. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Bạn chỉ cần new rồi gọi insert, truyền cái model, truyền cái object, truyền cái struct mà mình đã register vào là nó chạy được luôn, không cần phải làm gì cả luôn. Quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình sẽ làm tiếp tới cái API gọi là get user. Get user thì ở đây mình sẽ get theo cái ID đi cho nó dễ, hay cho nó đơn giản mọi thứ thì trong quá trình demo. Thì cái ID nó sẽ bằng là c chấm get ID. Rồi mình cũng o2 chấm bằng orm chấm new. Rồi vậy thì bây giờ là mình làm sao đây, mình có ID từ ở dưới client truyền, từ cái request truyền lên,
mình đã có ORM rồi, thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái user. Đó, mình tạo ra cái user. Rồi, mình coi trước cái hàm read của nó đi. Rồi nó chuyện gì? Đấy. Nó làm gì nha? Thì đầu tiên là nó chèn cái interface và một loạt cái column. Rồi mình đọc coi. À, ví dụ khi mà mình truyền vào ID thì nó sẽ truyền theo ID. À, ví dụ như là các bạn không truyền vào ID mà bạn truyền vào những cái field khác. Ví dụ như username thì các bạn phải truyền vào cái column mà bạn muốn tìm là tìm theo username. Đó, ok. Rất là dễ thôi. Đầu tiên. Vậy thì đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái user. Thì ở đây trong trường hợp này là mình tìm theo ID. Rồi, ok. ID của nó sẽ là bằng ID. Đây là mình cast đại chứ. Rồi, đây mình chơi liều là mình tu in giáo tự đây luôn, không có qua cái bước verify gì. Mình tin tưởng vào cái demo của mình là do mình tự nhập mà. Còn thực tế các bạn làm thì các bạn phải verify các thứ các kiểu nha. Cái này là mình đang code lụi. What? What the fuck? Để show cho các bạn cách sử dụng cái biome này thôi. Ok. Rồi, bây giờ mình đã có một user rồi. Mình muốn query nó theo cái ID. Thì mình nhét cái ID vào. Rồi sau đó mình gọi hàm read. Read và mình đưa cái user của mình vào. Rồi, nó sẽ trả về một cái error. Nếu như có error xảy ra ha. Rồi, thì mình cũng glob thôi. Glob rồi mình xem cái error nó là gì. Rồi, get user error. Còn nếu như không có error thì mình sẽ trả về một cái JSON. Status ok và mình cũng truyền cái user của mình vào đây để khi mà KPI get nó get được user thành công thì nó sẽ trả về cho mình. Rồi cái hàm get thì nó là get đúng rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ get thử get nha. Get thì nó sẽ là API get nên là mấy cái key này mình sẽ xóa. Ok. Và mình sẽ qua param mình sẽ cho ID. Nãy mình có ba anh 1, 2, 3 thì giờ mình lấy anh thứ hai set. Mình chưa có chạy lại cái code mới. Rồi, code mới đã lên thì mình chạy lại, hy vọng là nó sẽ đúng. Rồi. Nó báo gì đây? Internal server error. Đó, ok, nó báo là get user error query settle no row. Có nghĩa là nó báo là ở trong cái DB của mình không có user này. Đấy, vậy để mình coi là khi mà mình có lỗi thì mình từ từ, mình không có được nóng vội ha. Mình sẽ lóc ra coi là cái ID của mình nó đúng, mình có get được đúng cái ID hay không, hay là mình get sai mất tiêu rồi. Nhiều khi cái ID mình get thì là nó rộng mất tiêu. Đó, rồi mình sẽ query settle no row, có nghĩa là nó query DB nhưng mà nó không tìm thấy được cái data của mình.
À, để mình thử coi là mình lúc mà mình gọi lên là mình gọi ID bao nhiêu. Đó, mình gọi lại chắc chắn nó cũng sẽ ra lỗi này, nhưng mà ít ra lần này là mình sẽ biết là trời ơi thì á, nghĩ mà nó chán luôn á, chán tôi thiệt sự luôn á mấy ông. Thêm thêm qua vô mà không biết biết add 3 RAM vô để nó sai. Rồi, hai lần nữa là mày chắc chắn ra. Này, nó là số 0 rồi. Tại vì sao? Tại vì ở đây á, là tôi gọi bằng cách là query 3 RAM. Thì ở trong này tôi phải get là bằng get query 3 RAM. Nó mới được. Tôi đoán là vậy. Tôi đoán là vậy. Có thể tôi đúng mà cũng có thể tôi sai. Rồi, tôi chạy lại, bụp. Rồi, đó, chính xác, thấy chưa? Tôi đúng mà, tôi biết chắc tôi đúng mà. Đó, thì bây giờ nó ra được cái ID là số 2, là tên là Phân gì đẹp. Đó, bây giờ tôi sửa lại ID số 3. Tôi gửi, thì nó ra là anh thằng đẹp nghèo. Đó, chứng tỏ là thằng Phân gì đẹp là chính là anh thằng đẹp nghèo. Ok. Vậy là mình đã có thể get được bằng cái user ID. Vậy bây giờ mình thử mình get bằng cái name đi. Ví dụ bây giờ tôi không muốn query bằng ID nữa. Bây giờ tôi muốn query bằng name, đúng chưa? Là bằng sĩ chấm query 3 RAM. Và cái tên của nó sẽ là name. Rồi. Vậy thì đây cái name nó sẽ là cái name, đúng chưa? Và khi mà tôi read thì tôi sẽ read theo cái column name mới đúng. Rồi, đó. Nhớ là phải chạy code lại chứ nếu không nó chạy không đúng. Rồi, ok. Bây giờ tôi muốn lấy thông tin của anh có cái tên là Phân gì đẹp. Rồi, anh trả cho tôi được cái anh Phân gì đẹp. Anh Phân gì đẹp này là anh Phân gì đẹp đầu tiên. Anh Phân gì đẹp đầu tiên match với cái tên là Phân gì đẹp. Đó, đúng chưa? Giờ tôi thử lấy cái tên anh đẹp nghèo. Đấy, nó ra được đúng cái tên anh đẹp nghèo. Vậy là mình query được theo đúng cả ID hoặc là cả tên. Mình muốn read theo cái column nào thì mình sẽ truyền cái column đó vào. Ok, này là chỉ mới là những cái lệnh gọi là insert, read, update, delete, nó rất là đơn giản thôi, nó chưa phải là những cái câu query filter. Thì chắc là những cái lệnh query filter mình sẽ để làm cái video kế tiếp. Tại vì nếu mà dồn vô hết trong video thì video quá dài, mọi người xem mọi người có buồn ngủ, mà tôi quay tôi cũng buồn ngủ. Giờ mấy bạn nhìn đi, đồng hồ đi, 12 giờ 13 phút khuya, không sớm gì nữa, ai cũng buồn ngủ cả, đặc biệt là thằng đang ngồi quay. Nên là cố gắng hết cái phần update và delete này thôi rồi mình đi ngủ. Phần advisory để lại video kế tiếp nhé, vậy nhé. Ok, giờ tới API update. API update thì nó cũng tương tự như API read vậy đó. Thì mình cũng sẽ có một cái user và mình bind cái user đó vào. Sau đó update thì cái anh update này á, anh cũng giống như thằng read, là bạn đưa vào cái interface, mình đưa vào những cái column. Thì nếu như các bạn không đưa vào cái column á, thì nó sẽ update toàn bộ cái thông tin của anh user này,
Nhiều trong anh user này ảnh có cái gì thì mình nó sẽ update toàn bộ ha. Request update user. Nghĩa là trong cái anh user này mà mình truyền vào mình nó có tất cả những cái field gì thì nó sẽ update toàn bộ dựa theo cái thông tin user này. Còn 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 nếu như mà mình muốn chỉ định mình update một vài field gì đó thôi thì mình sẽ truyền vào trong cái column này. Ví dụ như là mình chỉ muốn update name và phone chẳng hạn vậy thì mình sẽ truyền vào column này giống y như là cái lệnh read của mình thôi. À, đơn giản lắm. Rồi. Vậy thì sau khi update thì nó sẽ trả về một cái số dòng của nó update và cái euro ha. Thì bây giờ mình sẽ trả về cái euro đi. Và euro đi. À. Rồi, mình sẽ trả về một cái con số ha, trả về con số thôi. Thì trả về nhiều quá. À thôi, mình trả về luôn cả user đi, mình get cái user ra luôn. Ha. Đây, mình giờ mình read lại ngược cái user ra. Ngược cái user ra. À, user update nè. Nó sẽ là bằng ồ chó ơi bằng user. User với cái tên đó là bằng cái tên của ông update. Ví dụ như trong trường hợp này là mình muốn update cái tên và cái số điện thoại thì chẳng hạn vậy đó. À, quên, đầu tiên là mình phải xử lý cái admin đã ha. Rồi user.html ok thôi trường hợp này mình update cái tên thôi nhiều column nó cũng vậy thôi à. Mình ví dụ thôi cho đơn giản. Rồi thì bây giờ mình sẽ get cái ông user mới bằng cái tên mới cho để cái phone luôn cho mọi người thấy và nó có đã có thay đổi ha. Rồi bây giờ mình sẽ read lên anh user update này và mình read theo column là name. Rồi thời mình chỗ này mình bỏ qua cái chuyện check error luôn này, mình trả về cái user update. Mình khỏi check error chỗ này luôn nè, có lỗi luôn, lỗi luôn. Không check error luôn. Rồi, vậy thì xem lại code một lần nữa. Đầu tiên là đọc từ cái request ra thông tin của một user. Update, sau đó là mình update xuống với hai cái field là name và phone. Rồi. Sau đó thì mình sẽ đọc lên cái user được update ở trong DB để xem cái user đó hiện tại thông tin nó là gì và đọc
nó lên theo tên và mình in ra. Nghe các bạn phức tạp không? Rồi, API update thì nó phải là thưởng thức boss. Ok. Ok. Rồi, vậy thì bay API của mình bây giờ là update và nó là phương thức boss, đúng chưa? Rồi, vậy thì cái body của nó thì đầu tiên cái ID của nó là 3, mình phải truyền vào cái ID cho nó, cho lúc mà update á query theo cái ID cho nó dễ ha. Cái name hiện tại đang là dev nghèo đúng không? Thì cái name của mình bây giờ là nó là dev rất nghèo. Và cái font nó đang là 1566 gì đó thì nó là 9999. Ok. Nhưng mà vẫn chưa ok, tại vì chỗ này tôi chưa chạy lại code. Đó, không chạy lại là nó ra lỗi, mấy ông lại cười tôi. Mấy ông nghĩ tôi buồn ngủ. Ra mấy ông nghĩ đúng rồi đó. Quá buồn ngủ. Set. Nó không trả gì về không kìa. Rồi nó bị gì rồi? Rồi nó bị rát. Nó bị rát là do tôi đang xài một cái middleware admin ở đây. Thiệt chứ. Rồi, sorry. Rồi tôi bỏ cái middleware ra, tôi chạy lại. Thiệt cái tình luôn á. Tôi chạy lại, cái API update chạy. Rồi, thì tôi update được cái ông số 3 trở thành ông dev rất nghèo rồi. Thấy chưa? Và cái số điện thoại của ông là 9999. Rồi, rất đúng. Thấy chưa? Nên là tôi các bạn coi lại nghe, để nói tôi ăn gian nha. Là tôi update và bằng một cái user khác và tôi đọc lên bằng một cái user khác. Ha, và tôi in cái user khác. Yeah. Ok. Rồi. Ok, cái này gần xong rồi đó. Rồi giờ tới cái delete. Delete lại cũng dễ nữa. Đèo tin. Cái delete thì nó giống, cũng giống như ông Rick thôi. Giờ mình sẽ delete, mà mình delete theo ID cho nó dễ. Nha. Giả sử là cái ID bằng là thì chấm param đi, là ID đi. Rồi tôi sẽ ép kiểu nó về in sang tư luôn. Rồi sau đó tôi lóc nó ra. Tôi lóc ra coi cái đi, tôi lấy nó về lên có đúng hay không, để lát nó lỗi, nó lấy không đúng. Rồi, thì tôi cũng tạo ra một cái user bằng user ID. Nó bằng ID. Rồi. Bằng new ha. Và .delete. Thì delete mà nó không truyền vào column gì hết thì nó sẽ delete theo ID. À, này các bạn có thể đọc này, tôi chấm vậy nè đó, thì nó sẽ có đó, nó sẽ có cái column ở đây đó, ví dụ các bạn thích. Ok, thì nó sẽ trả về cái in 64 là đi gì đó, ro gì đó. Ok, rồi nếu mà nó khác non thì tôi xin phép copy trên xuống. Rồi delete arrow, còn ngược lại thành công thì tôi sẽ in ra
một cái chuỗi chỗ này tôi sẽ có ID, cái này row chứ hả, và row. Ok, trường hợp delete này thì tôi không có trả về cái object nào cả, mà tôi trả cái string thôi cho đơn giản. Ok rồi, main cái trường hợp delete thì tôi cũng dùng cái phương thức delete cho nó đúng chuẩn đúng bài. Mà này tôi nhớ rồi, tôi sẽ chạy cái code từ trước. Rồi, không có admin dưới đây, test cho nó dễ nha. Rồi, user delete. Và tôi sẽ delete cái ID số 3. Xem. À, method not allow, tại vì đây tôi đang để là bot nè. Tôi phải để delete mới đúng nè. Xem, rồi. Nó báo là delete user ID không. Đó, mà nó sai bét rồi, thấy chưa? Sai bét nhè rồi đó. Rồi, tại sao vậy? Tại sao vậy? Ba form param. Form param. À, không đúng luôn. Vậy thì tại sao nó sai? Tôi sẽ ví dụ get thử coi. Buồn ngủ quá, ngáo luôn rồi mấy ông. À, nó cũng không được. Đâu rồi. Echo get là gì? Param delete. Từ từ, à, tôi có cách. À, tôi coi nó là firm. À, thì tôi sẽ lấy cái firm và luôn là lần này tôi nghĩ là nó sẽ đúng, cũng có thể là nó sẽ sai. What the hell? Nhưng mà tôi phải chạy lại code, nãy tôi chưa chạy lại code. Đấy, nhà này đúng rồi nè. Đó, tôi delete cái user ID 3. Thì cái số lượng mà cái dòng ảnh hưởng là 1. Đó, cái effect, cái số dòng mà được delete á là 1 dòng thôi, tại vì có 1 cái ID là 3 thôi. Đấy, vậy là tôi đã demo xong. Đó, cái cái gì ta, insert embed delete ha. Rồi còn những cái API get on này, nghĩa là đọc toàn bộ cái user và những cái query theo cái kiểu là advanced query này nhỏ cái kiểu, rồi cơ sở dữ liệu quan hệ như là quan hệ 111 nhiều gì đó, thì chắc tôi để lại cái video sau. Video này giờ cũng dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Mình sẽ tiếp tục nói tiếp về cái VWorm này, những cái advanced query, và các bạn hoàn toàn có thể tự xem doc của nó ở trên cái trang bigo.me. Đó. Thì nó có rất là nhiều cái thông tin document để cho các bạn có thể tự tìm hiểu. Các bạn muốn xem video của mình thì để hôm khác mình sẽ tiếp tục làm. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Xin chào.